Rồi, cái này video là video thứ hai. Hồi nãy đang quay bị người ta gọi vô. Và đây là video thứ hai tiếp tục. Đây là gà trống cháp. Cháp lai đây 50. Chim clam cháp. Gà cha là gà cháp, gà mẹ là gà hatch. Máy hatch 6 tháng. Đây là gà này 4 tháng. Gà Peru. Gà này Peru 75. Gà mái cú Peru 50. 4 tháng này. Ok. Thần đi cho ăn đây Thần. Đây là gà cú Peru lai. Cú lai đây. Okay, còn ở bên đây á, dàn này là dàn nuôi gà tơ, gà 4 tháng. Gà này là gà Peru Lai 50 nhiều. Có 1-2 con gà Mỹ trong đây thôi. Đây đây. Đây là vũ khí đặc biệt của cái trại này. Vũ khí đặc biệt đó. Gà này không có thể nói dòng nó giống được. Vũ khí đây, vũ khí đặc biệt đây. Đây là gà cú 50 nữa. Cú lai đây. Nửa Peru, nửa Mỹ. Gà cha thì gà cú Peru 100%. Còn gà mẹ thì gà mái đinh phe. Bên đây là gà mái, này là gà mái chết. Cái loại này là round head với red crow. Nó cross nhau. Where's the food? Gà chết, đây một con. Bên đây thêm một con nữa. Nhưng mà nó đá lộn quá, hư cái đầu ở trơn rồi phải bắt ra. Bên đầu ở đây. Bên đây là gà cháp nữa đây, cháp lai đây. Cháp lai 50 đây. 6 tháng. Gà này là gà trống, con này là con 8 tháng. Kelso dưới hatch. Gà này là để đá lộn. Con này 2,7 kg, 8 tháng. Gà này pure hatch, để làm giống. Bên đây cũng là cú nữa. Đây. Gà đá. Bên đây cũng là gà đá luôn. Đã đá lộn. 8 tháng hết. Gà này cũng đá lộn luôn. Gà này mớt, gà mớt, gà đen, gà mớt, cross với gà hatch.
con này 2,6 kg, con này 2,5 kg, con này khoảng 2,6 kg, cái này gà là gà ê siêu, gà này bô, bô ê siêu. Hả? Con em con bỏ trong chuồng lại đi Thận. Gà này 2,8 kg này. Để đá lộn nè, để tết đá lộn nè. Tết đi Việt Nam đá. Con này là gà lai 50, cha keo sồ, mẹ gà mái cháp. Gà này 6 tháng. Gà mái pro lai, mái 50, lưng hơi gù gù. Gà mái cháp đây, mái cháp lai 50, cái đen thù lùi à.